Cuộc sống đô thị đang ngày càng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Thoát khỏi khói bụi ồn ào ấy, bạn đến một thiên đường xanh tọa lạc tại tỉnh Long An. Với hơn 30 hectare không gian xanh tự nhiên, nơi đây bạn được tận hưởng một quần thể không gian xanh mát với những ngôi nhà in bóng xuống dòng nước xanh uốn lượn, những công viên lộng gió hồ, những trường học rộn rã tiếng cười. Có thể bạn sẽ nghĩ một không gian sống trong lành như vậy chỉ có ở một nơi thật xa thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không, nơi cuộc sống thanh bình và hạnh phúc này nằm ngay giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh. Đó là khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia. Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia được quy hoạch là khu dân cư đạt đẳng cấp cao, bao phủ xung quanh là cây xanh, mặt nước và các công trình công cộng, phúc lợi xã hội. Tọa lạc ngay trung tâm hành chính xã Mỹ Hạnh Nam, vị trí đắc địa nhất khu vực huyện Đức Hòa, tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh, là cửa ngõ giao thông huyết mạch trong tương lai. Từ khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, bạn chỉ cần 25 km đến với sân bay Tân Sơn Nhất, 30 km đến với trung tâm quận nhất, 15 km đến với cầu Tham Lương, 1 km đến bệnh viện đa khoa Hàn Quốc, 850 m đến ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam, 1,5 km đến cụm 5 khu công nghiệp lớn nhất Long An, 1,6 km đến đường vành đai 3, 5 km đến trung tâm thị trấn Đức Hòa, khu công nghiệp Tân Đức và trường Đại học Quốc tế Tân Tạo, 4 km đến dự án khu đô thị Đại học Quốc tế. Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia có tổng diện tích 23,5 hectare với các phân khu chức năng: đất cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao 30.400 m2, đất dịch vụ công cộng 16.500 m2, đất giao thông nội bộ 72.500 m2, đất ở 115.600 m2. Đến với Mỹ Hạnh Hoàng Gia, quý khách sẽ được tận hưởng một cuộc sống an lành ngay giữa một khu dân cư phát triển nhanh chóng từng ngày, có cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Các tiện ích công cộng được đầu tư hoàn hảo, đảm bảo một cuộc sống tiện ích nhưng lại rất gần gũi với thiên nhiên. Khu nhà phố được thiết kế hiện đại với nhiều diện tích khác nhau, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về nhà ở. Khu biệt thự được thiết kế nằm xung quanh công viên trung tâm, nhằm khai thác tối đa các giá trị cảnh quan cũng như những tiện ích khác của khu dân cư. Công viên trung tâm rộng 30.000 m2 đem đến một không gian xanh bình yên, một công viên với những hồ nước nối tiếp nhau, xen lẫn là những cây xanh đổ bóng rợp mát, tạo nên một khuôn viên thoáng mát, sẽ khiến mọi cảm giác mệt mỏi tan biến. Bao quanh là các tiểu công viên tạo cho khu dân cư có một không khí sống trong lành, dễ chịu. Cùng với đó là sân bóng đá mini, phòng tập thể thao, nơi giải trí và thư giãn cuối ngày tốt nhất. Sự khác biệt mà Mỹ Hạnh Hoàng Gia mang đến đó là hồ sinh thái rộng hơn 30 hectare, có bến du thuyền, tạo nên một khu dân cư có môi trường sống trong lành nhất. Nhìn từ ban công nhà bạn, bạn sẽ thấy mặt nước lung linh thơ mộng, xen lẫn công viên xanh mát. Tại đây, bạn và gia đình có thể đạp xe, đi dạo, vân vân. Tạm xa rời với những ồn ào, bụi bặm của cuộc sống, bạn trở về bên mái ấm của mình, cùng con trẻ vui đùa, thả diều mỗi chiều và cùng gia đình thưởng thức buổi dã ngoại trên chiếc du thuyền. Khu phức hợp thương mại rộng 10.000 m2 được thiết kế đầy đủ, hiện đại. Đến đây, bạn được sống và làm việc trong một môi trường cao cấp và năng động, chắc chắn sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí cho cả khu dân cư. Hệ thống đường giao thông nội bộ được thiết kế thông thoáng đến các khu dịch vụ công cộng khác nhau như khu phức hợp thương mại, khu vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện, v.v. Giáo dục được quan tâm đặc biệt với hệ thống đất dành cho trường học, nhà trẻ lên đến 3.000 m2. Tại đây, con bạn sẽ được học tập, được vui chơi trong một không gian riêng, được thoải mái phát triển trong một không gian trong lành. Mỹ Hạnh Hoàng Gia là nơi lý tưởng nhất để bạn bắt đầu cuộc sống mới. Với cơ sở hạ tầng được đầu tư khá tốt, giao thông thuận lợi, Mỹ Hạnh Hoàng Gia không chỉ phù hợp cho những người có nhu cầu nhà ở tại địa phương mà cả những người đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.